chả biết làm gì cho nó hết buồn đấy. Dọn dẹp gọn gàng hết rồi, chả lẽ bây giờ lại làm tung lên lần nữa rồi lại dọn nữa. Con ơi! Ôi trời! Ôi trời! Ôi trời! Sao cứ mỗi lần mày thấy u mày lại cú lên thế hả con? Ôi! Con bị mạ sau lưng con ấy! Tao đi! Con này! Thế nào gặp khắc tinh hay sao ấy? Phong thủy không hợp thì sao đi tìm cái remote không biết vứt ở đâu rồi. Này, này! Đây rồi! Mày làm sao thế hả con cả? Mày đi chợ sao lâu thế? U nhờ mày đi ra mua cho u vài món bắc thì cà pháo mắm tôm mày có tìm thấy không? Dạ, có mua rồi, không thiếu thứ chi. Mà tại chị hôm nay trôi trời là chợ đông, chen lẫn xô đầy, mày mua hết thức ăn mà mẹ đã dặn cho con. Dạ. Nhưng mà thật ra là con đi một tiếng là xong rồi. Nhưng mà bà bạn của con không hiểu sao mà ơi, tội ơi là tội đấy. Con cả đang học hành đàng hoàng, tự dưng miệt chí mốt bỏ già đi. Đấy con thì là thương, con phải đến con ăn ủi bà ấy. Dạ. Tao cũng suy luận thế. Dạ. Chứ làm gì mà đi chợ mà đi cả buổi giờ thế. Tao nghĩ là mày đang nhiều chuyện ở ngoài chợ. Thế thì ra là cái linh cảm của U nó đúng. Dạ. Ừ. Thế từ lúc tao đến giờ tao chả thấy hai đứa bé nó đâu ấy. Thật chứ. Dạ, mà ơi, nhà trường cho hẳn coi như là đi cắm trại 2 ngày. Hôm nay là về thôi. Ờ. Ô, được cái kiểu cho tôi lính chưa, lính chưa. Mới nhắc là hẳn về liệu. Ôi, mấy đứa ném hẳn chết là coi như là lính lắm đấy. Ồ, tát vào mồm ấy, phủi vui cái mồm ấy. Ồ. Hai, hai mày mất á. Hai dư. Hai mất á. Chào ơi. Chào tao á. Dạ. Chào con. Hay em mới chứ. Nó nói tiếng gì ấy nhỉ? Dạ, hắn nói tiếng Anh á. Tiếng nước ngoài à? Dạ. Oh. Yes. Cái bà đẻ ở Việt Nam mày lại dùng tiếng nước ngoài, mày nói chuyện với bà thì bà hiểu nào được. Mà ơi. Mà ở dưới quê thành ra là mà không hiểu bây giờ xu hướng ở trên thành phố này là đầu tư cho con mình ngay từ nhỏ, muốn thành ông nọ bà kia thì bây giờ phải lo tương lai cho chúng bà ơi. Đó, phải học tiếng Anh đó, để không bắt kịp được cái sự văn minh tiến bộ của toàn thế giới. Yes, that's right. Kỳ công của vợ chồng con ấy. Yes. Là sao kỳ công là sao? Là như mà ơi, ngay từ nhỏ là vợ chồng con cày cục lo tiền, nghĩa là tất cả mọi cái như là cái gì mà sung sướng nhất là dành cho cả con, cho hẳn học trường nước ngoài, từ mẫu giáo đấy, vô trong đó hẳn học, thầy là người tiếng nước ngoài, cô cũng tiếng nước ngoài, sinh hoạt với nhau toàn là tiếng nước ngoài, nói tiếng Anh hết đi. Đến khi mà hẳn có một cái bằng tiếng Anh rồi, khi mà hẳn lớn rồi và vào đại học rồi là coi như nghiệp nhiên là coi như có thêm một cái bằng tiếng nước ngoài nữa. Ô như rửa là coi như hẳn đổi đời rồi mà. Yes, that's right. Yes. Bây giờ nha, bà nói thế này với hai cháu nha. Tức là bây giờ ấy thì ít nhất ý, thì các cháu vào thấy bà thì các cháu cũng phải biết khoanh tay vào chào. Ở cháu chào bà ạ. À, lâu lắm rồi thì tao cũng không gặp chúng mày, đúng không? Thế còn bây giờ chúng mày vào chúng mày cứ gì dai với lại cái gì mà mo cái gì nó mày nói cái gì thì bà không thể bà hiểu được. Có thể là các con học hành giỏi giang hơn bà, nói tiếng nước ngoài á, như gió như mây. Thế nhưng mà ít nhất thì cái tiếng Việt mình ấy thì các con phải biết. Các phải không nào? Thế bây giờ bà hỏi nha. Bà hỏi thế bây giờ con là con bao nhiêu tuổi rồi? I am 17 years. Thế còn mày bao nhiêu? 18 years. Tao mà biết là tao hiểu tao chết liền ấy. Ông để trả phang cả cái ấm chén vào đầu chúng mày bây giờ chứ để bảo nói tiếng Việt thì tại sao không nói. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 17 tuổi. Rồi con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 18. Thế có phải là ấy ông nói cái tiếng mình nó hay như thế, nói chuyện với bà thì phải để cho bà hiểu chứ.
Mày cứ nói mà mày nói đằng mày ba nghe đằng bà thì sống nhau nào được. No no no, but I like English. I don't like Vietnam. Vietnam phức tạp lắm. Yes, yes. All right. Dạ. Phức tạp là nào? Dạ. Tiếng mình mà tiếng mẹ đẻ mình mà mày bảo phức tạp là mày nói phức tạp như thế nào? Mày giải thích cho bà nghe xem nào. Ví dụ như là ở Mỹ người ta gọi con heo là pig. Đơn giản như vậy thôi, còn ở Việt Nam lúc gọi heo lúc là gọi lợn, không biết con đó con gì. Dạ biết rồi đó. Giống như hả, ở nước ngoài gọi mẹ là mommy, còn ở Việt Nam gọi là mẹ nè, má nè, u nè, mạ nè, me. That's right. Yes. Mày cười cái gì, mày còn nhăn nhở ra mày cười được à? Mày về nhá, mày bảo với thằng chồng mét hai của mày ý, phải dạy dỗ lại, phải giải thích cho chúng nó hiểu hả? Hãy hiểu như là tại sao người ta gọi bằng con heo mà tại sao người ta gọi bằng con lợn. Mẹ có giải thích là như thế này, con heo ở miền Nam người ta gọi là heo bởi vì nó ăn bắp, còn ở miền Bắc nó ăn ngô nên nó gọi là lợn. Okay. That's right. Yes. Yes. Tao cho mày luôn cái ấm bây giờ chứ mày hố hố. Hả hả? Giải thích thế mà cũng giải thích nữa. Thế bây giờ mày cứ dạy chúng nó thế này thì làm sao chúng nó biết được cội đức, biết được nguồn hả? Chúng mày còn nhớ nguồn gốc chúng mày là ở đâu không? Con còn nhớ mà. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong người chảy ra. Cái gì? Trong người là mày đi tè á? Hay là trong người? Cái nguồn nó khác, hiểu chưa? What? Hiểu chưa? What? Mày phát mày phát. Mày văng răng ra ngoài chứ mày quát với lại hung với bà. Đây này đây, tóc tai thì đứa tím đứa vàng như giờ hơi ấy. Mà ơi, tai mà la quá đi, xin ra hẳn bị rung ấy. Chứ thật ra hẳn quen rồi. Nhiều khi là cái mồm hẳn nó bị cứng nổi tiếng Anh á. Thành ra là chữ nguồn, thành ra chữ người. Chứ hẳn biết hết rồi mà ơi. Dạ. Yes. Mommy, I'm hungry. Hungry, mommy. Very hungry. Hôm nay là không có ăn cà ri nhá. Không ăn cà ri. Hôm nay là coi như là chỉ có ăn cái là thịt luộc là chấm mắm tôm với cả pháo thôi. Mẹ mày mua hết rồi. Thịt thì bà cũng luộc rồi nhá. Nói tóm lại là thịt luộc chấm mắm tôm. Tao đi vào tao dọn sẵn là chúng mày được mẹ con mày vác mặt vào đây ăn. What? Mắm tôm? I don't like. I don't know. I don't want to eat. Believe me thôi. I don't like. Nội chứ. Em con nó nói là nó không thích sống với bà nội nữa. Oh, trời ơi. Bà mà nghe là mày chết chứ bà. Mày chết chứ ba mày. Trời ơi. Thôi được rồi. Bà già rồi, cho nên là bà phải xưa thôi. Bà phải theo xưa thôi. Bà không thể nào bắt kịp được thời đại, không thể nào bắt kịp được mặt con mình. Bây giờ có bà ở đây, bước là nói tiếng Việt đi, đừng nói tiếng Anh. Khi nào bà về quê, ta tha hồ ta nói nhá. Mommy, but I am hungry. Được rồi. Bây giờ ta đi xuống đi. Ta ăn cơm chung với bà. Ta nói tiếng Việt, ta không nói tiếng Anh. Đi rồi. Yes. I will. I don't lie. Tiếng Việt. Nói tiếng Việt. Cái này mày không cần phải dịch. Tao tự hiểu, nó bảo cái mùi này thối cái gì đúng không? Chỉ cần nó bịt mũi là tao biết rồi. Đấy, mà ơi. Đấy nhá, mày đẻ ở đây, mày lớn lên từ ở đây. Thế mà bây giờ những cái món truyền thống này, nước mắm này, mắm tôm ấy, chúng mày bảo thối. Thế xong tí nữa là toàn bộ cái thối này nó vào mồm của tao với mẹ mày hết. Mà ơi, từ nhỏ là coi như là con không cho chúng ăn cái... Thế là lỗi tại vì vợ chồng chúng mày. Được rồi. I'm hungry. Mà là cho con. I don't like. Mày không like, mày cũng phải like. Ngày hôm nay cả nhà phải like cái này. Tao bảo từ trên xuống dưới đây này. Ăn cái này, ăn cho bằng hết cái bát này cho tao. I don't want. Đừng nói như rủi với ba. Incredible. Xin lỗi bà đi. Nói tìm việc, xin lỗi bà đi. Mà ơi, mà đừng giận, mà đừng buồn. Lỗi tại vợ chồng con thôi. Được rồi, nhà mình cứ ăn món đi. Con đi sẽ ăn món khác nha. Ăn mà hết đi. Món này hôm nay ăn hết. Chúng mày không ăn được cay thì tao không bỏ ớt, thế thôi. Nói gì đấy, nó bảo cái gì đấy? Gì đấy? Nó bảo cái gì? Cái này vẫn còn ít hả? Tao đổ thêm nhá. Tao đổ thêm, đây này. Tao mang cả một...
một cái gọi là gần một nít hơn để tao mang để cho thằng bố mày ăn đấy nhá. Đừng làm được. Sorry. Xin lỗi bà. Dạ nó xin lỗi bà. Xin lỗi. Tao có cần mày xin lỗi không? Tao cần là tao cần nó chứ tao không cần mày nhá. Hẳn sẽ ăn cái món đi. Tôi đề nghị chị á, chị bảo con chị xin lỗi tôi bằng tiếng Việt tôi mới hiểu. Con ơi, vì bà xin lỗi bà. Nhanh lên. Dạ. Sorry you. Nói tiếng Việt. Sorry you. Do you understand?